Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hồi Lại, tiếp tục những clip về mảng ảo thuật. Thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao chúng ta có thể lấy lại mật khẩu Facebook khi các bạn bị quên ở trên điện thoại iPhone nha các bạn nha. Thì lưu ý để mà làm có thể tốt nhất giống như cái phiên bản của mình thì các bạn hãy xem là điện thoại iPhone của bạn có đang cài hệ điều hành iOS 16 hay không nha. Còn hiện tại bây giờ máy của mình đang dùng iOS 16 thì có thể mình làm được, còn các cái phiên bản hệ điều hành trước có thể không làm được. Thì các bạn hãy kiểm tra lại giùm mình nhé. Rồi thì các bạn sẽ vào trong phần cài đặt ha. Giả sử các bạn bị quên mật khẩu Facebook thì các bạn vào phần cài đặt nè, giống như mình này ha. Rồi các bạn kéo xuống phía dưới nha. Các bạn chọn phần là mật khẩu đây. Nó có mật khẩu này cho các bạn nè. Đấy, các bạn các phiên bản trước iOS trước thì các bạn cứ vào kiểm tra giống như mình nhiều lúc có các bạn. Tại vì mấy cái đời trước thì mình không có nhớ rõ, nhưng mà iOS 16 trở lên thì được nha các bạn nha. Các bạn vào mật khẩu nè. Rồi thì nó sẽ bắt nhận diện Face ID nha các bạn nha. Thì bắt buộc là các bạn phải có Face ID hoặc là mật khẩu của điện thoại iPhone của các bạn ha. Rồi sau đó các bạn vào phần Facebook ở đây thôi các bạn ha. Rồi đây các bạn sẽ thấy có cái mật khẩu nó lưu ở đây này các bạn nè. Rồi, các bạn thấy không? Rồi các bạn chỉ cần nhấn vào thôi thì nó sẽ hiện cái mật khẩu của các bạn lên. Đấy. Sau đó nó nhấn là sao chép mật khẩu ở đây nè. Các bạn chọn sao chép mật khẩu. Đấy. Sau đó rồi các bạn thoát ra, các bạn vào Facebook. Rồi các bạn đăng nhập lại thôi các bạn ha. Rất là đơn giản luôn các bạn. Đấy. Rồi ok, thì mình đã hướng dẫn xong các bạn clip này rất là ngắn gọn cách làm sao chúng ta có thể là lấy lại mật khẩu Facebook khi các bạn bị quên ở trên điện thoại iPhone này các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy những clip như thế này hay quá thì hãy like cái video này để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn, và đặc biệt là để thuộc tối YouTube đề xuất video của mình đến nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.